Ngày mai. Con mẹ nó mù mắt. Vào. Khốn nạn mà. Mày đó đi để tao lấy xe tao công mày, thằng khốn nạn. Yếu lắm mày, mày chết rồi con. Nghe giờ chạy đâu thằng khốn nạn, đứng lại. Cùng mẹ mày, bắn tao xong rồi chạy hả? Quay. Quay my friend. Thằng khốn nạn. Surprise motherfucker. Long cao bao nhiêu tuổi vậy? Có cặc gì vậy? Rambo number 6 shot vô đích number 1. Mày bắn bán chết. Mày mới bắn chết. Khốn nạn mà. Thằng nào la tao 2 cm thì thử đưa chị mày đây. Đâm tới cũng gúng luôn đó con mẹ mày. Tử một đêm đi rồi biết ở. Ê nhấp ba nè. Tao bảo đảm ngày mai là chị mày hết đi làm được luôn đó. Thì hôm nay Tùng Sơn được chơi với mấy anh đẹp trai. Một anh nóc vô địch, mấy anh nóc vô địch thì Bùi anh cỡ cây cục đình. What? Còn anh Tích thì Bùi cỡ như cây cầu Sài Gòn. What? Còn Long Ca thì Bùi cỡ cây cột nhà. What the fuck? Thì hôm nay ba người sẽ đâm Tùng Sơn, Tùng Sơn sẽ sướng. Vô đây con gánh nè, con khổ. Hì da gánh, gánh con mẹ mày. Chơi với mày gánh sệ hai mẹ hòn giái luôn đó. Đòi gánh tao. Hello. Hello. Hì da mấy nay à, cái gì nữa đó. Wow, một kiểu ảnh nữa ơi. Ê, đại ca, em xin kiểu ảnh đại ca. Nhưng mà đứng sao mới đẹp. Muốn đứng như thế nào? Hai anh đứng xếp hàng vào. Xếp hàng kìa Long à. Xếp hàng à. Rồi, giơ tay chào nào, giơ tay chào ngay. Wow. Chà. Ok, ok, thank you nhá. Mượn chiếc xe nghe thằng khốn nạn. Rồi, ùn ùn ùn. Chào nha. Hay ra hay bớt nói tục lại đi có được không hả? Nghe ra tôi nói tục quen rồi anh hai à. Mẹ, không nói không có được mà. Đâu. Chơi game không nói tục thì mẹ. Chơi game mà không nói tục sao mày chơi? Hay dạ, khó chịu vậy anh hai. Đúng vậy. Chơi game không lẽ như vậy hả? Long ơi. Long ơi, đây nó có ba lô nè cậu ơi, cậu có lấy không cậu? Hay dạ, nghe nó bê đê nha, con mẹ đó. Ôi, để tao lấy cái thuốc nhỏ mắt cái mày. Thôi nó mù đéo mắt. Nó mù mắt. Đéo tôi rồi, địt mẹ. Nó bắn tớ cậu xử chưa? Anh hai à. Rồi đó. Mỗi lần xem stream anh hai là tôi phải đeo phone như xem sex vậy đó. Thiệt là khổ quá đi mà. Ngày già là kênh của tôi là kênh sex mà anh hai. Khổ quá hở. Không lẽ bây giờ cậu à, cho tôi đạn nam mà. Nghe thiệt là bê đê quá. Cùng mẹ mày thằng khốn nạn đưa tao đàn năm. Như vậy nghe có hợp lý không? À! Mày hả bố? Mày. Cùng mẹ đó. Đau quá nay à, đau quá.
Địt mẹ mới treo cơ số đâu cái nó địt mẹ địt trai à. Hay lắm chết đi cùng mày đó, đó. Đây có thêm thằng có thể theo đổi luôn mình rồi. Rồi anh hai đặt tên là Rambo có phải là thích ăn ram và chim to như cái bô không hả? Cùng mẹ đó anh hai à, đồ nét có thể nào khốn nạn hơn được không đó, to quá ai đâu mà thích, khích khích thôi cỡ Phan Huynh tám xị đó. Mày anh hai quá thích bạn. Chơi lỗ nhị khoan chim về thì chim anh hai chỉ to bằng từng đó thôi sao? Vậy tính ra chim anh hai chỉ bằng ngón tay út thôi hả? Thiệt là tội quá đi mà. Không lẽ bây giờ ta tuột quẩn này thì hơi kỳ chứ. Còn mẹ nữa. Mấy thằng khốn nạn